Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 4 tập 2 của bộ sách Cánh Diều thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 12. Tiết luyện viết thứ nhất, chúng ta sẽ tả về con vật. Để đạt được con vật thì chúng mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu và tóm tắt nội dung các cái đoạn văn. Ở đây thì chúng mình sẽ có đoạn văn ở trong sách giáo khoa, đó là đoạn văn con thỏ trắng. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đọc bài văn này và sau đó thảo luận trả lời một số câu hỏi. Đoạn văn con thỏ trắng như sau, thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe, sau đó thì chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại nhé. Con thỏ trắng, mấy hôm nay trường em mới mua về một con thỏ trắng nuôi cùng với mấy con thỏ nâu, thỏ đốm trong khu chăn nuôi. Chú thỏ có bộ lông trắng nõn như bông, toàn thân không có một đốm lông màu nào khác. Cái mõm nhọn, nhọn nhọn, động đậy luôn. Cái mũi đỏ đỏ lúc nào cũng ươn ướt, luôn luôn hít hít thở thở. Bộ ria mọc hai bên mép cũng trắng như cước, đôi mắt đỏ hồng, tròn xoe như hai hòn bi. Trông rất hiền, hai tai nó như hai cái lá roi, lúc nào cũng vểnh lên. Thầy giáo em bảo, thỏ là giống vật, nghe rất tinh. Con thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm, được thả vào chuồng là nó sáng ngay vào đống lá rau, vừa ăn vừa tròn xoe hai mắt mà nhìn chúng em. Những sợi ria mép vểnh lên, cụp xuống theo nhịp thỏ ăn, trông rất nghịch. Hai tai động đậy như lắng nghe những tiếng động ở mọi nơi. Một cái đuôi ngắn tí tẹo, luôn ngọ nguậy. Mấy con thỏ khác ăn no rồi nằm thu mình ở góc chuồng, liếc nhìn anh bạn mới. Dáng chừng các cậu cũng thích vì được thêm một đứa bạn nhanh nhẹn láu táu. Còn em cứ thích đứng bên chuồng thỏ mà ngắm nhìn những con thỏ nhanh nhẹn và tinh khôn. Hôm nào đến phiên trực nhật, em sẽ đem nhiều lá sắn dây tươi cho thỏ ăn một bữa thật ngon, theo Nguyễn Văn Bình. Như vậy là thầy đã đọc xong cho chúng ta nghe một bài văn tả về con thỏ trắng. Bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài văn này. Sau khi chúng ta đọc xong thì bây giờ chúng mình sẽ thảo luận và trả lời các cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là trong bài văn có mấy đoạn và nêu tóm tắt nội dung của từng đoạn. Chúng ta quan sát lại xem trong bài văn có mấy đoạn nhé. Và chúng mình sẽ tóm tắt lại nội dung của từng đoạn. Vậy thì theo chúng ta trong bài văn có mấy đoạn? À đúng rồi, chính xác. Trong bài văn thì có 4 đoạn. Dựa vào đâu mà chúng ta biết được? À đúng rồi, mỗi lần xuống dòng thì chúng ta thấy là hết một đoạn và bắt đầu một đoạn mới, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt lại từng đoạn. Có 4 đoạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt nội dung của từng đoạn. Đoạn 1 thì chúng ta thấy là gì? À đúng rồi, từ đầu đến khu chăn nuôi. Chúng ta thấy là đoạn này nói về gì? Nội dung giới thiệu về con thỏ trắng, đúng không? Tức là đối tượng mà chúng ta đã phải miêu tả. Đoạn thứ hai đó là từ chú thỏ có bộ lông trắng nõn cho đến nghe rất tinh, rất tinh. Thì đoạn này chúng ta thấy là nội dung về đoạn này thì nói về gì? À đúng rồi, tả về hình dáng này, ngoại hình của con vật, tức là vẽ bên ngoài, lông rồi tai rồi mắt, đúng không? Đoạn thứ ba thì chúng ta thấy từ con thỏ trắng này có vẻ bạo dạn lắm đến nhanh nhẹn và láu táu. Thì chúng ta thấy đoạn này nói về
Đúng rồi, chính xác. Tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, láu táu. Nói về tính tình đúng không? Đặc điểm của con thỏ rất là nhanh, hoạt động của con vật. Và đoạn thứ tư sẽ là đoạn còn lại. Đoạn này thì chúng ta thấy là gì? Nêu tình cảm, suy nghĩ của tác giả đối với con vật, được không? Rất là yêu con vật, muốn đến chăm sóc con vật và muốn trực nhật thì gì? Mang những món ăn ngon cho con vật, đúng không? Như vậy chúng ta thấy sẽ có 4 đoạn và chúng ta cũng đã tóm tắt xong từng đoạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về cấu tạo của bài văn tả con vật này. Theo chúng ta thì trong bài văn tả con vật sẽ gồm có những phần nào? Thì từ những cái nhận xét vừa rồi chúng ta có thể thấy cấu tạo của bài văn mà tả con vật thì sẽ là có, đúng rồi, mở bài. Trước tiên chúng ta phải giới thiệu về con vật chúng ta cần miêu tả: thỏ, chó, mèo, gà, đúng không? Thân bài thì chúng ta có thể gì? Tả về hình dáng, tính tình, hoạt động của con vật. Kết bài thì chúng ta nêu nêu tình cảm, suy nghĩ của tác giả đối với con vật được miêu tả. Phần thân bài thì chúng ta có thể tả gì? Từ ngoại hình này, đúng không? Rồi đến tính tình, rồi đến hoạt động của con vật. Bây giờ thì chúng ta sẽ rút ra được một bài học như sau. Về bài văn, cấu tạo về bài văn tả con vật thì chúng ta sẽ có phần mở bài, đó là giới thiệu đối tượng được miêu tả. Ví dụ như con vật, một số con vật, ví dụ bò, chó, gà, mèo, vân vân. Thân bài thì chúng ta thấy là tả về hình dáng con vật. Chú ý nhé, đây là phần rút ra kết luận, chúng ta có thể dựa vào đây để viết một bài văn nhé. Thì chúng ta có thể tả về hình dáng con vật này, tả về hình dáng con vật, tả về tính tình con, tả về hình dáng con vật, ngoại hình này, rồi gì, đặc điểm về hoạt động của các con vật đó nhé. Thân bài, thầy là kết bài thì nêu cảm nghĩ về về con vật, yêu, ghét, quý, mến, đúng không? Thích, chẳng hạn. Phần thân bài thì chúng ta sẽ tả từ ngoại hình đến tính cách, hoạt động nhé. Vậy thì chúng ta sẽ giới thiệu đoạn văn. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc bài điệu múa trên đồng cỏ và trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ xem là trình tự miêu tả của đoạn văn của bài văn điệu múa trên đồng cỏ có khác gì với bài con thỏ trắng hay không. Thì bài văn điệu múa trên đồng cỏ như sau: cánh đồng cỏ của cao nguyên Gia Lai, Đắk Lắk vào mùa mưa có rất nhiều hồ nước. Một loài chim mới từ phương Bắc bay theo các triền núi cao Trường Sơn về đây, tụ tập quanh các hồ nước kiếm ăn, tắm mát và ca hát. Loài chim này trắng phau, mỏ đỏ, chân cao, có cặp mắt đen tuyền, viễn, vàng và mang trên đầu một lớp lông tơ mịn xanh nhạt như màu xanh da trời, thiên nga. Thiên nga ít khi bay lẻ mà từng đôi một dẫn nhau bay trên các triền núi. Khi một cặp vợ chồng sắp sửa có con, chim vợ được chim chồng kiếm cho một cái cây cao làm ổ lót hẳn hoi. Chim chồng đặt trứng vào ổ, lấy đất bùn về vít cửa sổ lại, chị chưa một lỗ nhỏ để tiếp tế cho vợ hàng ngày. Chim chồng thời gian này làm việc hối hả tất bật, nó đi kiếm các loài tôm cá ở ven các hồ suối hoặc ven sông, dành phần ngon cho vợ đem đến nó đậu ngoài tổ, dùng sải cánh của mình che cửa tổ, canh gác cho vợ ở bên trong. Khi chim non đã có thể dùng mỏ mộc đất phá tổ là lúc chim bố vui nhất. Mọi nỗi cực nhọc dường như tan biến, nó vừa dùng dùng mỏ cạy đất, vừa cất tiếng gọi trong lúc bầy con cũng ríu rít co chân đạp tổ cho chui ra. Vốn là loài biết bay nên chỉ sau một tuần lễ luyện tập là thiên nga con đã có thể bay theo bố mẹ đi kiếm ăn. Những buổi sáng trên mặt hồ đầy nước, bầy thiên nga con hò hát ầm ĩ, chúng mãi chơi hơn là kiếm ăn, cho đến tận lúc mẹ gọi về tập múa mới hết cãi nhau.
Lũ thiên nga con vừa múa vừa hát, cặp chân vàng tạo nên những đường nét khỏe khoắn, đôi cánh xòe trên mặt cỏ xanh xoay tròn giống như một bông hoa tuyệt đẹp. Đến chim anh vũ bay qua cũng phải nghiêng đầu tìm chỗ đậu để thưởng thức theo thiên lương. Chim anh vũ tức là vẹt. Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận và cho thầy biết là tình tự miêu tả bài văn điệu múa trên đồng cỏ nó có khác gì với bài văn con thỏ trắng nào. Ở đây thì chúng ta có thể thấy bài văn con thỏ trắng, tức là tả con thỏ trong thời điểm nhất định, đúng không? Nhất định, tả chỉ một lúc, quan sát một lúc. Ta lần lượt ngoại hình hoạt động của con thỏ trong thời điểm gì? Người viết quan sát. Còn ở trong bài điệu múa trên đồng cỏ thì chúng ta thấy như thế nào? À đúng rồi, tả theo trình tự thời gian từ lúc chim, từ lúc đàn chim bay về đến lúc chim trống làm tổ kiếm ăn cho chim vợ, đúng không? Chim non ra đời rồi lớn lên và tập múa. Như vậy thì đây là cả một quá trình quan sát từ lúc gì, chúc bay về làm tổ cho đến lúc gì sinh con và đến con trưởng thành. Như vậy thì chúng ta thấy đây là theo tình tự thời gian rất là lâu. Như vậy là chúng ta cũng biết được một số trình tự cũng như là một số quy trình để viết bài văn miêu tả con vật. Chúng ta sẽ dựa vào đó để đến với tiết tiếp theo. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong vận luyện viết tả con vật. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại em trong những video sau.